không hiểu vì cớ gì, từ tờ mờ sáng hôm nay, lính cơ sở huyện đứng đón các ngả đường, tay cầm roi mây, xua đuổi người các nơi, không cho gánh hàng đến bán ở chợ huyện. Mọi người ngơ ngác hỏi nhau, nhưng cùng phải nhắc lại câu của bọn lính mà chính họ cũng không hiểu, đó là lệnh quan. Người ta lùi tuổi về, lo lắng nôi hàng bị đọng ế. Rồi mai kia khi tiền hết, gạo hết, chồng con cha mẹ họ có lẽ phải nhăn nhó vì đói trong khi nia thịt lợn vì chót mổ đã thối dần, hoặc mệt bánh cuốn vì chót làm đã khô đét. Phải đổ đi hết, những giờ này, đáng lẽ trước cổng huyện, tiếng rào rào không ngớt. Hàng vạn người qua lại, chen chúc nhau, cạnh những liều tranh chạy dài, có dãy người ngồi la liệt sau khu bầy hàng, há to mồm ra để cười, để nói, để mời khách, để cãi nhau, hoặc để ăn quà trộn lẫn với bụi. Nhưng hôm nay, cả một sự ồn ào tấp nập làm loạn óc ấy không có nữa. Hôm nay chẳng khác hôm qua là ngày dương, sự im lặng phẳng phiêu đè trùm lên cả khu chợ rộng mênh mông này, khiến ai bước chân tới, cũng tưởng lạc vào một rừng cột. Chỗ này, vài thằng nhãi đánh đáo gò lưng xuống cố, cả cách, cho đúng lỗ. Chỗ kia, con ngựa hồng của quan, tiêu nhiều đứng trước bó tre còn chưa cành, thỉnh thoảng đập chân xuống đất và cúp hai tay vặt lại đằng sau khi giật mình vì tiếng cười của lũ trẻ. Sao 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 rồi đến phiên 19, hầm 4 và hầm 9, chợ cũng vẫn quạnh hiu như thường. Cứ sáng tinh sương, lính cơ đã chia nhau đứng các đường, xua người ta như xua vịt. Những người mạnh đốt lót lắm mới được phép đi, nhưng chỉ bán vụng trộm quàng quàng một lát, chứ không dám giảng danh hàng giờ như mọi ngày. Bởi vậy, đồ ăn thức dùng phải lên giá rất cao. Kẻ giàu tranh nhau vung tiền ra mới mua nổi chút ít nói chi đến người nghèo ao rau muống sau nhà chạm chỉ trong hai hôm đã quăng hẳn đi rồi khi lượt ngọn non đã hết người ta không từ cả những lá giả úa vàng người nghèo không có gì trừ bữa phải vặt cả dâm bột luộc lên để tống tạm vào dạ dày ngoài phố đã hiện lên những thân hình nhăn nheo gầy khẳng ban ngày cướp giật là thường ban đêm trộm cắp như rươi mọi người thở dài than vãn cùng nhau chúng ta đến chết đói hết song sự cần sống bao giờ cũng khiến người ta trở nên liều lĩnh bởi vậy họ rủ nhau đến nhà trưởng phố nói nhờ ông vào xin với quan cho họp chợ chứ đấy ông xem đã mười hôm nay đến người có tiền còn sống ngoắc ngoài nữa là chúng tôi trưởng phố cười lắc đầu tôi có sung sướng gì hơn anh em đâu anh em không có gạo thì tôi cũng không có gạo anh em bữa đói bữa no thì tôi cũng bữa đói bữa no nhưng còn như anh em xui tôi vào xin quan cho họp trợ, thì thật tôi không dám làm một việc vô ích. Vì biết đâu, đây là quan ta thi hành một lệnh trên. Thế tại sao quan cấm trợ, ông cho chúng tôi biết? Tôi cũng mập mờ như anh em mà thôi. Sáng hôm 14, tôi thấy lính trong huyện bảo thế, thì tôi biết thế, chứ ai dám vào hỏi quan. Chính các ông thừa, ông Lục cũng đoán phỏng đâu vì hôm 13, nhà bài nó chết chóng quá quan ngờ là bệnh thời khí nên vì vệ sinh chung sợ bệnh lan đi các nơi ngài mới cấm tạm trợ trong ít lâu nhưng nó có chết về số kia đâu nó bị cảm đấy mà nếu không đã lây lung tung lên rồi và chính quan đốc tờ đã khám nghiệm trưởng phố gật đầu phải tôi cũng biết vậy thế thì nên trình quan biết chứ ồ anh em còn phải dạy ông quan nữa hay sao người ta thông minh làm gì không rõ những việc ấy tôi chắc rằng ngài cẩn thận cho ta muốn phòng ngừa bệnh ghê gớm ấy, nên ra lệnh cấm chợ trong ít lâu nữa. Người ta có trách nhiệm về việc cai trị, thì những lúc trời gieo tai vạ như lúc này, tất người ta cứ phép người ta làm, nếu không, đến tài quan trên, ai chịu lỗi cho người ta. Anh em thử nghĩ xem, nhưng ông cũng như chúng tôi, đã trải biết bao cực khổ rồi, không thể chịu thêm được nữa. Vậy ông cứ vào xin quan mở chợ cho dân phố được nhờ. Trưởng phố, lè lưỡi một cách sợ hãi anh em bảo tôi gì tôi xin nghe ngay tức khắc chứ việc này bố tôi bảo tôi cũng không dám anh em đặt địa vị vào tôi mới rõ nếu tôi nói rằng phố xá hiện nay đã bình yên thì có khác gì tôi dạy khôn ông quan hay không và mình có thạo pháp luật về việc phòng bị bệnh thời khí đâu ngộ ông ấy vặn rằng lấy gì làm chứng mà dám nói là không còn bệnh nữa anh em bảo tôi bẩm thế nào thì đấy có người nào chết sau nhà bài nữa đâu vậy nó chỉ là bị cảm trưởng phố chắp tay vừa vái lấy vái để vừa cười, nói, thôi, tôi xin anh em tha cho, đừng bắt tôi vào, lỡ có tội vạ chỉ một mình tôi chiêu. Vậy chúng tôi cười người vào quan, để nói việc này có được không? Cái đó tùy anh em, tôi không biết, sao 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 nhưng không cần có đại biểu dân phố nào, ông huyện mới biết. Từ ban nãy, đã có người nói đến tai ông rồi. Mà người ấy, tức là bà huyện nguyên sự thiêu thốn đồ ăn thức dùng nó không nề cả quan phụ mẫu. Nó qua cổng tròi, đến nhà tư, và chui lọt vào dạ dày ông Huyền. Mấy ngày đầu tiên, nhà bếp ra phố mua bán, thì bao giờ người ta cũng nể trọng quan mà nhường cho miếng ngon. Nhưng sự khủng hoảng mỗi ngày một to, thì dù trọng quan người ta cũng không nề nữa. Trước hết, giá nổi, bị tăng, và sau có ngày không tìm được thứ gì mà mua cả. Bởi vậy bữa sáng hôm nay, mâm quan sơi không được chững chạc nên quan có ý nghi, hỏi quan bà, này, bà thử xem xét thằng bếp nó mua bán ra làm sao, tôi ngờ nó ăn bớt tiền chợ nên đến răm hôm nay, nó dọn láo quá. Quan bà cau mặt, đáp, thì ông ra lệnh cấm chợ kia mà. Quan ông trợn mắt, ngạc nhiên nhìn vợ, tôi cấm chợ à? Có đâu, đấy từ phiên 14 đến nay, chợ có họp nữa đâu. Đến 10 hôm nay, phố xã họ khổ sở nheo nhóc lắm, ông cao xa, không rõ những việc ấy. Ông huyện càng kinh ngạc, nói, sao bà không bảo tôi? Thật à, tôi biết đâu chỗ việc quan của ông mà nói. Ông huyện ngẩn mặt một lát để nghĩ ngợi, rồi gọi đội lệ. Ông hỏi, ai bảo cấm chợ từ phiên 14 đến giờ? Đội lệ ngơ ngác, gãi tay đáp, bẩm quan lớn, con thấy thầy quản đồn nói rằng lệnh của quan lớn. Ông huyện gắt, gọi quản đồn lên đây. Quản đồn hớt hơ hớt hải chạy lên. Quan hất hàm hỏi, ai báo thầy cấm chợ? lại quan lớn, hôm ở phố có tên bài nó chết, quan lớn báo cấm chợ, chờ xem quan đốc tờ khám xét xong hãy hay. Quan huyện giơ hai tay lên trời tỏ ý thất vọng, phải rồi, nhưng khi xét thấy nó chết về cảm thì phải cho chợ họp như thường chứ. Quản đồn sợ hãi đáp, lại quan lớn, quan lớn không ra lệnh lại cho họp, nên con không dám tự tiện. Ông huyện không nói gì, thở dài, bà huyện chép miệng, thế mà làm cho nhân dân sống giờ chết giờ gần nửa tháng rồi đội lệ và quản đồn bị cửa vừa ra khỏi ông huyện chống tay ngồi yên lặng hai mắt lờ đờ rồi thở dài bà huyền trách tại ông không nói rõ và khi khám không phải bệnh thời khí ông quên không dặn lại quản đồn từ phiên sau cho họp chợ như thường ông Nguyện nhìn vợ một cách hối hận gật gù phải tại tôi nhiều việc quá nên quên đứt đi mất giữa lúc ấy có tên lính vào bẩm bẩm quan lớn có mấy người hàng phố xin vào hầu ông huyện cho phép họ vào thì là những người đến nhà trưởng phố ban nãy họ nói bẩm quan lớn từ ngày có lệnh cấm chợ nhân dân chúng tôi rất nheo nhóc khố sở đồ ăn gạo củi lên giá một cách không ngờ ông huyện không muốn nghe hết câu ngắt lời tôi cũng biết trước thế nhưng các người muốn gì bẩm chúng tôi muốn xin quan lớn cho phép họp chợ như cũ kẻo đói to ông huyện cau mặt đáp cái đó là lệnh trên bắt thế chứ nào tôi có muốn nhưng để tôi xin cho, các người hãy sẵn lòng chờ ít lâu và nên yên trí trước rằng đang khi mọi nơi nhốn nháo về bệnh thời khí, thì việc xin mở chợ là một việc rất khó. Xong tôi cố hết sức xin, và may ra quan sứ, quan tuần nể lời tôi, thì mười phần cũng chắc được tám. Đoàn đại biểu cảm tạ lòng tử tế thương dân của vị Phúc Tinh. Và chợ huyện, từ phiên mùng 9 trở đi, lại được vui vẻ sầm uất như trước trong khi ngoài phố lác đác có một hai người chết đói trong khi tên bếp trong huyện cố hà hiếp tàn nhẫn mới mua được đồ ăn bà huyện thường cự ông huyện sao không cho họp chợ ngay phiên mồng bốn là sau ngày ông biết cái lỗi quá lơ đễnh đến nỗi nhân dân quá khổ sở thì ông nháy một mắt nói thầm không trách người thật thà không làm nổi quan nếu hôm chúng nó vào xin họp chợ mình nhận lỗi rằng mình quên thì chúng nó oan đến mấy đời mình phải làm ra cách khó khăn đổ cho lệnh trên và mình làm ơn cố xin hộ như thế có phải chúng nó lại ơn mình nữa hay không cũng bởi vậy tôi cần phải cấm thêm một phiên nữa cho ra dáng sự cấm là hợp lẽ phải và ngặt nghèo là như nào bà huyện lắc đầu bĩu môi để tỏ ý phản đối nhưng ông huyện thản nhiên đáp thế mà buồn cười đáo để chúng tưởng mình làm ơn thực xin góp nhau thừa bức hoành để tạ ơn thôi được càng được tiếng là nhân quan cần gì nói đoạn ông đắc chí cười rung cả cái bụng xề Tháng 6 năm 1938, chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi. Sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn. Hy vọng qua câu chuyện, chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc. Mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa